Rồi, con kính chào cô chú anh chị trên kênh Lời Ta. Anh là TK Bonsai, con tên là Bình, ở Bình Phú, xã Anh Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay con có về một số cây như là táo, nguyệt quế với mặn đỏ với vú sữa nha cô chú anh chị. Số hỏi em cháu là 0766962359 cũng là số Zalo luôn. Để em quay cây này là cây số 1, cây táo. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 47. Hoành thân là 81, nghe cô chú anh chị. Đường kính bầu là được 55, cây số 1 này em cháu xin lô cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1,9 triệu nha. Đây bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Táo hồng mình đó nha. Rồi xuống cây bỏ này đi đây nè. Rồi, đây là cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Cây táo hồng trồng gù ghì vậy này cũng ít gì có 30 năm nha cô chú anh chị. Mà lớn này quý vị thấy không, bự lắm à, hàng lạ nha. Vui hoạch người ta mới bán nha cô chú anh chị. Để thôi tao bán trái rồi nhiều tiền hơn bán cây nữa nha. Chiều cao đỉnh đặt bầu là 39. Hoành thân em cháu rồi chỉ là được 102, thấy nó vậy chứ mà nó to lắm nghe cô chú anh chị. Đo cái trăm hoành không đó nha. Cây mã số 2 này em cháu siêu lô cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1,9 triệu luôn. Em cháu bao sống bao ship nghe cô chú anh chị. Số hỏi em cháu là 0766962359 cũng là số Zalo luôn nha. Rồi rồi trời. Đây là cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Gù ghì nha, mấy cái đọt là sống hết nha cô chú anh chị, bao sống nha. Cây này đẹp nha. Cao 29. Hoành thân là tính 80 hơn nha cô chú anh chị. Cây mã số 3 em cháu xin lô cô chú anh chị gần xa có giá cũng là 1,9 triệu luôn nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Ủa? 1,9 triệu. Đây là cây mã số 4 nha cô chú anh chị. Mấy cây này về vô chậu chơi là ok nha. Cũng không nặng cho lắm. Chiều cao tỉnh đặt bầu là 42. Hoành thân như trí này là 87 rồi, tính 85 nha cô chú anh chị. Cây mã số 4 em cháu silo của cô chú anh chị cũng là 1,9 triệu nha. Gốc gù ghì bự đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Đây, lấy con đi tiếp cho. Đây là cây mã số 5. Cao đỉnh hoặc bầu là được 38. Bình thân cây bự coi. Cây này 2 mẫu tử luôn chú anh chị. Bình thân cây bự là 78. Bình thân cây nhỏ là 29. Cây mã số 5 này em cháu siêu lô cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 2,2 triệu nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Hai chiều hai. Cây này cây số 6 ha. Mã số này là mã số cây số 6 nghe cô chú anh chị. Táo nha. Cái trái táo hình xanh, trái táo xưa của mình nghe cô chú anh chị. Lúc đầu thì nó xanh rồi, khi này nó già trái gần chín nó ra màu hồng nghe cô chú anh chị. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 40. Vậy trồng sinh thái là ok.
Huỳnh Hăng là 77. Em vô lưu cây số 6 có giá là 1.9 triệu nha cô chú anh chị. Số hội em trả lời 0766962359 có là số Zalo luôn nha. Đây là cây mã số 7 em trả lời cô chú anh chị. Dáng như con hú vậy nè. Cây này đẹp cây. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 52. Hoành Hăng ngay con này là 40. Hết chủ là 62. Cây mã số 7 em cháu solo cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 900 nha. Em bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Cây là cây mã số 8. Táo hồng nha cô chú anh chị, ba cái này là chủ nhà ta cắt á. Chủ nhà ta cắt xuống rồi cái vậy em cắt lại em có xử lý keo hết rồi nha, không gì không có bọng lỗ nha cô chú anh chị yên tâm nha. Mà nó vẫn sống nha, nó lên tược nè. Rồi nó chơi được nha cô chú anh chị. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 39. Và thằng em cháu rồi ký này được là 64 tính 60 nha cô chú anh chị. Cây mã số 8 này em cháu xin cho luôn cô chú anh chị gần xa có giá là 1.5 triệu nha. Em cháu bao sống bao ship nha. Cây này là cây mã số 9 nha cô chú anh chị. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 41. Hoành Hăng là 86. 86 rồi cô chú anh chị, được rồi chuẩn nha. Cây nhỏ số 9 em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.9 triệu. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Rồi cây này là cây mã số 10. Táo hồng nha cô chú anh chị, em có 12 mã táo hồng nha. Rồi là sẽ lên là tới là Nguyệt Quế nha. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 42. Hoành Hăng em thôi ký này được là 63 tính 60 thôi cô chú anh chị. Cây mã số 10 em cháu xin luôn cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.2 triệu nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Đây là cây mã số 11 nha cô chú anh chị. Cũng là táo hồng nha. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 44. Hoành Hăng ký này là 64, em cháu tính 60 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây ở số 11 em cháu xin Zalo cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.4 triệu nha. Đây là mã số 12 của em cháu, là mã số cuối cùng của táo nha cô chú anh chị, em có em cháu về được 12 cây nha. Đó. Chiều cao, cao đỉnh mặt bầu là 35. Cây này vô chậu chơi là ok nha chú anh chị. Dễ chơi nha, nhẹ nha, gọn nha. Hoành Hăng là 66. Mã số 12 em cháu solo cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.4 triệu luôn. Em bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Giờ hết táo giờ tới Nguyệt Quế nha cô chú anh chị. Em cháu có 12 táo rồi, em cháu ra bán hết rồi nha. Rồi cô chú anh chị hợp nhãn cây nào thì Zalo cho em, số hội em là 0766962359 cũng là số Zalo luôn nha. Em là Bảo Bình nha. Chiều cao. Chiều cao đỉnh được bầu là 94. Nguyệt Quế là Nguyệt Quế lá sắn bông chùm nha cô chú anh chị, nào lá nó đẹp phi ghê không. Hoành Hăng là 41. Loại chuẩn nha. Hạ Bồ Đế là 112. Đường kính bầu là 55. Lọt lòng nha chú anh chị. Rồi cây mã số 13, cây Nguyệt Quế lá sắn bông chùm này em cháu xin Zalo cùng cô chú anh chị hàng xa có giá là 1.9 triệu nha.
Dạ bào sống bào xếp nghe cô chú anh chị. Kỳ cục đất nó nặng lắm nghe cô chú anh chị. Xếp rồi là mấy trăm mà nghe cô chú anh chị. Giá yêu hương. Rồi xuống. Rồi đi mày. Đây là cây mã số 14, cũng là nguyệt quế lá sắn mông chùm nghe cô chú anh chị. Dán hú nha. Cây này nở dày vô dây được nghe cô chú anh chị. Chiều cao đỉnh đặt bầu là 42. Thăng ký này là được 42 luôn. Nó có cái lỗ chỗ này nghe cô chú anh chị mà nó lành này nha. Lành hẹo lành tích hết rồi nha. Ok, không có vấn đề gì hết nghe cô chú anh chị. Cây lên mạnh nha. Tổng bộ đế là 100. Cây mã số 4 em cháu siêu lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là. Cái giá này nếu cô chú anh chị ở gần thì nói chung là cái giá em xin siêu lưu cùng cô chú anh chị là 1.400.000 nha. Bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Em bán háo vốn nha cô chú anh chị. Chụp hình đó. Cây mã số 15 nghe cô chú anh chị. Cũng là nguyệt quế lá sắn vòng chùm dán bay nha. Dán lùa về trước nha cô chú anh chị. Chiều cao chỉnh được bầu là 90. Và thằng em cháu rồi ký này là 30. Tổng đế là 86. Cây mã 15 em cháu siêu lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.200.000 nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Rồi. Vừa ngưng cái thì ngưng cái. Đó, cây này là cây cũng là cây nguyệt quế lá sắn phong trùm cũng là cây 16 nha cô chú anh chị. Cây này đế đẹp nha. Đỉnh mặt bầu là 82, chiều cao là 82. Điện thăng ký được 55. Đấy đẹp nghe chú anh chị. Cây lên sống khỏe nha. Cây mã số 16 em cháu xin lô cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 2.500.000 nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em cháu cũng hết việc quế giờ em cháu lên mặn đỏ An Phước nghe cô chú anh chị. Cây em lên mặn đỏ An Phước nghe cô chú anh chị. Đây là cây mã số 17 của em cháu nha. Chiều cao là 1m1. Hoành thân là 74. Cây mặn đỏ An Phước này em cháu siêu lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.500.000 nha. Em cháu bao sống bao ship nè cô chú anh chị. Trời vô đây luôn đi, gom nó nguyên đống rồi. Rồi sắp lại trong đó nó chạy. Cái này sao nguyên. Cây mặn đỏ An Phước số 2 của em là cây mã số 18 nha cô chú anh chị. Cây có ghi số giờ anh Mộc. Rồi. Chiều cao là được 1m02 nha cô chú anh chị. Hoành thân cái ký là được 75. Cây đế đẹp nha, có dán lắc luôn nha cô chú anh chị. Mặn đỏ An Phước về ghép Hoàng Yến nha cô chú anh chị. Cây mã số 18 em cháu silo cô chú anh chị có giá là 1.500.000 nha. Em cháu bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Không cho lắc mấy cây nó vô đi chạy. Đây là cây mã số 19 cũng là cây mã số là
Nãy giờ em quay được ba cây mận đỏ nha cô chú anh chị. Cây là cây số 19 nha, mà cũng mận đỏ An Phước nha cô chú anh chị. Đó, lùng lực nha. Về cấy hoàng yến vô cô chú anh chị, ghép hoàng yến vô nha. Thường là mối em mua này về ghép hoàng yến nha. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 70. Hình thân cái chí là được 80. Cây mã số 19 em chở solo cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.400.000 nha. Em chở bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Cây này cũng nặng cây lắm nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây mấy anh câu giữ không. Ê. Hết rồi đó. Còn cây này nè, cây 20. Chứ quay thêm hai cây dấu sữa đi được rồi. Đúng rồi, đúng rồi, số 23, 24 nè. Rồi chưa? Rồi, cây là cây mã số 20 cũng là cây mận đỏ An Phước nha cô chú anh chị. Đó, em có 1, 2, 3, 4 cây mận đỏ An Phước. Rồi, 4 cây mận đỏ An Phước này là cái số này mã số 20, số 20 nha cô chú anh chị. Chiều cao thằng tiễn không nghe cô chú anh chị. Chiều cao đỉnh tới mặt bầu được 1m1. Hoành thân là 69. Cây mã số 20 em chở solo cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.600.000 nha. Em chở bao sống bao ship nha cô chú anh chị, về ghép quần yến nha. Số hội em cháu là 0766962359 cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây luôn anh ruột ơi. Cây này là cây vú sữa bơ nha cô chú anh chị. Đó. Em là cây ăn trái đa dạng nha cô chú anh chị, vú sữa mặn rồi táo rồi. Về trồng sinh thái là ok luôn nha cô chú anh chị. Có khế đâu nữa. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 47. Hoành thân ngay con này là 51. Đường kính bầu 56. Cây mã số 21 chú sữa bơ này em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 1.900.000 nha. Em cháu bầu sống bầu xíu nha cô chú anh chị. Rồi, kinh vô trong nhà luôn nha. Trịch cái là kênh đó. Rồi cây là cây mã số 22 cũng là cây vú sữa bơ nha cô chú anh chị, cũng là cây cuối clip nha. Em có 1, 2, 3, 4, 5 cây vú sữa bơ mà thì em có đủ rồi thôi, em quay hai cây vú sữa bơ thôi nha cô chú anh chị. Như là mẫu thôi. Cây có dáng đẹp cô chú anh chị nữa, về bẻ bonsai là ok nha. Chiều cao đỉnh mặt bầu là 109, là 1m1 nha cô chú anh chị. Hoành thân là 90. Hoành thân 90 nha cô chú anh chị. Đó. Cây mã số 22 này em cháu xin lưu cùng cô chú anh chị gần xa có giá là 2.400.000 nha. Cũng là cây cuối clip của em cháu nha cô chú anh chị. Em tên là Bảo Bình, ấp Thành Phú, xã Anh Lợi, huyện Tân Vĩnh Long. Xin kính chúc cô chú anh chị một ngày mới thành công vui vẻ. Cảm ơn cô chú anh chị.